sửa đèn năng lượng mặt trời UFO anh em nhá. Anh em thấy ngon không? Mẫu này là mẫu UFO mà đang rất là thịnh hành hiện nay, nhưng mà có một cái điểm là con này đang hỏng anh em ạ. Đây này, đang tiến hành sửa nhá. Trông nhà thôi mà khoái phết đấy. Anh em nhìn thấy led nhiều không? Led nhìn cảm giác là nhiều nhưng thật ra chẳng được mấy đâu anh em ạ. Đấy. Dòng này thì để cũng được thôi, nhưng mà dùng dòng này thì hơi khó dùng nhá. Bảo trước với anh em ấy. Cái dòng UFO này nó bị một cái rất là hạn chế, chính là cái việc tấm pin nó để nằm ngang anh em nhé, không có độ nghiêng, nên thứ nhất là bụi này, thứ hai là khả năng nước rồi các thứ nó ngấm vào rất là nhiều anh em ạ, và thứ ba là khả năng nạp của nó sẽ không được nhiều anh em nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp con này lên cho nó mẹ thành một siêu phẩm luôn anh em ạ. Đây, bộ này làm cho ông anh anh em ạ, ông nhờ. Và chiếc đèn UFO này cũng phải nói thật với anh em là sau khoảng tầm 2 năm dùng ấy, thì các cái con ốc ở bên rìa này nó han hết rồi. Ốc này không nói nhá, ốc này ở trong, những cái ốc ở ngoài này nó han hết và nhựa nó chuyển sang màu đục, thì gần như là hết khấu hao rồi anh em ạ, thật sự luôn. Đấy, dùng nó không được bao nhiêu nữa. Đấy, đây này, bỏng hết rồi. Ở trong thì vẫn đẹp lắm anh em ạ, nước khiếp nó không vào đâu, bởi vì cái thiết kế của nó sẽ không bị nước vào, nhưng mà vấn đề là nhựa sẽ chuyển sang màu đục. Và cái gì nói cho anh em dễ hiểu bây giờ nhỉ, những con đèn này này thì pin nó ăn kém, bởi vì dòng này là dòng giá rẻ nên ngay từ ban đầu pin của nó cũng đã kém rồi, nói thật như thế. Bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp cho nó này nhé. Ok thôi. Và bây giờ toàn quay một tay thôi nên là không có thời gian, không quay như trước cho anh em xem tháo thiết các thứ, nhưng mà mình thôi sẽ cố gắng rồi test cho anh em xem, đang sử dụng nguồn ngoài test nhá. Thế thì anh em sẽ thấy nó sáng như thế này, nâng cấp lên ok.